Vietjet Air tuyển dụng, những tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không. Vietjet Air là một trong số những hãng hàng không nổi tiếng của Việt Nam, là một thương hiệu đứng đầu trong phân khúc các hãng hàng không giá rẻ. Vietjet Air cũng được TTG Travel Award bình chọn là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á 2015, với môi trường làm việc năng động và trẻ trung, cùng với đó là bộ đồng phục sắc đỏ đầy nhiệt huyết. Điều đó thu hút sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ mong muốn được làm cho hãng hàng không này. Một trong số những nghề nghiệp mơ ước tại Vietjet Air đó là người tiếp viên hàng không. Bài viết dưới đây sẽ mang đem cho bạn những thông tin hữu ích để trở thành một tiếp viên hàng không của Vietjet Air. Hãy cùng tìm hiểu quy trình phỏng vấn của Vietjet Air nhé! Giới thiệu chung về Vietjet Air. Công ty cổ phần hàng không Vietjet là hãng hàng không của tư nhân đầu tiên của Việt Nam, là một thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, IATA với chứng nhận an toàn khai thác USA. Vietjet Air được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức 7 sao bởi Airlinair.com, tổ chức uy tín chuyên gia đánh giá về mức độ an toàn và sản phẩm của các hãng hàng không trên toàn cầu. Trước đó, Vietjet cũng được trao giải thưởng hàng không giá rẻ tốt nhất 2018 đến 2019. Ngoài ra, Vietjet Air còn được xếp trong top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động với sức khỏe tài chính, tài liệu năm 2018. Vietjet Air khai thác khoảng 80 tàu bay, thực hiện gần 400 chuyến bay mỗi ngày với 105 đường bay khắp các điểm đến tại Việt Nam và cả đường bay quốc tế như Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore. Những tiêu chuẩn tiếp viên hàng không Vietjet Air mà bạn cần biết. Những việc cần chuẩn bị khi di chuyển vào Vietjet là bạn nên thức dậy sớm, chuẩn bị ăn uống đầy đủ cũng như đầu tóc và trang phục. Các bạn nữ thì nên trang điểm sắc nét, còn đối với bạn nam thì không nên make up. Nếu có thì chỉ nên dùng một lớp kem che khuyết điểm nhẹ, bởi vì các giám khảo sẽ yêu cầu các ứng viên nam tẩy trang lớp make up nếu make up quá đậm. Mỗi ứng viên ứng tuyển cũng cần chuẩn bị mang theo một cây viết, vì bạn sẽ phải cần nó trong trường hợp điền thông tin tại form đăng ký. Các bạn nữ cần mang theo đồ trang điểm để sau khi ăn trưa hoặc sau các vòng bạn có thể tự chỉnh trang lại. Đối với các bạn nam, vì chỉ thi trong một ngày thì nên mang theo đồ làm tóc là đủ. Các ứng viên phải đảm bảo ngoại hình luôn được chỉnh trang, sạch đẹp. Quy trình ứng tuyển tiếp viên Vietjet Air. 1. Nộp hồ sơ. Các ứng viên xếp hàng để nộp hồ sơ cho bộ phận tuyển dụng, bao gồm các giấy tờ, đơn đăng ký theo mẫu đã có sẵn của Vietjet, các bằng cấp chuyên môn, các chứng chỉ, hình ảnh, ảnh chân dung, ảnh chụp toàn thân. Trong phòng thi này, cũng sẽ có vài giám khảo đi xung quanh để quan sát các ứng viên. Hãy thận trọng nhất có thể và tốt hơn bạn có thể bắt chuyện họ để có thêm ấn tượng tốt trong mắt nhà tuyển dụng Vietjet Air. 2. Đo chiều cao, cân nặng. Tại vòng này, bộ phận tuyển dụng sẽ tiến hành đo chiều cao của ứng viên trước tiên. Các ứng viên sẽ được yêu cầu bỏ giày để đo được chiều cao thực, chính xác nhất của ứng viên. Khi tham gia vòng thi này, bạn nên xác định chỉ số chiều cao của mình sẽ bị giảm đi khoảng 2-3cm so với bình thường. Bởi vì thước đo được sử dụng ở đây là loại thước đo chuyên dùng để đo chiều cao của các tiếp viên hàng không. Trong trường hợp nên bạn thiếu khoảng 0.5cm so với tiêu chuẩn, bạn có thể được cất nhắc nếu hồ sơ của bạn nổi trội như bạn có bằng tiếng Anh, ngoại ngữ 2. 3. Vòng catwalk. Các tiếp viên hàng không tương lai sau khi vượt qua vòng thi cân nặng và chiều cao sẽ được bước tiếp vào vòng thi catwalk. Ở vòng này, các bạn sẽ trực tiếp gặp gỡ hội đồng giám khảo nên bạn đừng tiết kiệm nụ cười của bản thân nhé. Các ứng viên cần luyện đi catwalk trước khi đi thi. Khi bắt đầu bước vào phòng, bạn đừng quên cúi chào ban giám khảo tạo được ấn tượng tốt trước khi bắt đầu vòng thi catwalk. Bạn sẽ đi catwalk đến trước vạch được đánh dấu sẵn. Bạn đưa hồ sơ ứng tuyển của mình cho giám khảo. Hãy chào họ một lần nữa bằng tiếng Anh kèm theo một cử chỉ cúi mình tôn trọng rồi gửi hồ sơ. Bạn không nên đưa hồ sơ mà không kèm theo câu PSBCP hay GS Application Form, sau đó hãy lùi lại. Đây là thời khắc khá quan trọng, dù bạn đi catwalk đẹp hay không thì cũng hãy thu hút sự chú ý của ban giám khảo bằng khả năng giao tiếp của bản thân. Hãy chủ động đề cập đến các vấn đề để gợi nhà tuyển dụng nói chuyện với bạn, như việc bạn run hay vấn đề xung quanh bản thân bạn và chủ đề thi. Làm như thế, ban giám khảo sẽ quay ra hỏi bạn những câu hỏi như em có run không, gia đình thế nào, nhà ở đâu, cứ bình tĩnh và tự tin, cười thật nhiều nhé. 4. Vòng thi tài năng, talent. Các bạn nên chuẩn bị thật kỹ các tiết mục thi từ trước, vì bạn có thể sẽ tự đánh mất cơ hội trở thành một tiếp viên hàng không nếu thể hiện một màn trình diễn xuề xòa, thiếu sự chuẩn bị. Chủ yếu các tiết mục không chấm về tài năng, mà ban giám khảo chỉ muốn biết sự tự tin và khả năng giao tiếp của ứng viên trước đám đông và với khán giả. Một số gợi ý cho bạn ở vòng thi này là bạn có thể biểu diễn các tiết mục như múa, hát, chơi nhạc cụ hoặc biểu diễn các tài năng khác mà bạn có thể. Bạn có thể cắt nhạc và lưu sẵn cho điện thoại, hội đồng thi sẽ chuẩn bị sẵn loa và mic nên bạn không phải lo về vấn đề đấy nhé. 5. Vòng phỏng vấn. Ở vòng thi cuối này, theo một chia sẻ của giám khảo Tony, thành viên hội đồng ban giám khảo thì mục đích chính của vòng này là nhằm để kiểm tra khả năng nghe nói của các ứng viên trong giao tiếp. Các ứng viên không nên mang theo tâm lý lo sợ ban giám khảo. Ban giám khảo khác vui tính và thoải mái ở vòng thi này,
bạn hãy trò chuyện thoải mái với ban giám khảo bằng những câu nói duyên dáng để khiến họ có thiện cảm với bạn. Những câu hỏi ở vòng thi này thường không quá khó và xoay quanh bản thân mỗi người nên bạn không cần quá lo lắng. Hãy tự tin trả lời với nguyên tắc KISS, Keep It Short, Stupid It, không cần dùng các từ tiếng Anh khó. Hãy dùng những từ quen thuộc để câu nói của bạn được trôi chảy hơn. Việc này sẽ được đánh giá cao hơn nhiều so với việc bạn sử dụng từ vựng khó mà không thể nói chuyện một cách tự nhiên. Trên đây là một số kinh nghiệm của những người đã từng tham gia kỳ thi tuyển tiếp viên hàng không của Vietjet đã chia sẻ. VietCon Việt Nam hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn hoàn thành tốt phần thi của mình và trở thành một tiếp viên hàng không trong tương lai. Hãy cùng chia sẻ những kinh nghiệm của bạn với VietCon Việt Nam nhiều hơn nhé!